Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn SCB đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 cùng các quyết định quan trọng khác. Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, năm 2017 là năm SCB ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong các mảng hoạt động, chuẩn bị tiền đề, sẵn sàng cho sự bứt phá mạnh mẽ sau giai đoạn tái cơ cấu năm 2015 đến năm 2019. Kết thúc năm 2017, SCB có tổng tài sản hơn 444 tỷ đồng, tăng gần 23% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SCB năm 2017 đạt 164 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng được duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,45% và 0,63% vào cuối năm 2017.